Cũng trong sáng nay, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến kiểm tra việc thử nghiệm bay Flycam kiểm soát người dân trong các kiệt hẻm trên địa bàn quận Hải Châu. Ngày hôm nay, đội bay Hội Phát triển Đà Nẵng sử dụng 15 Flycam ghi hình từ trên cao ở các kiệt hẻm sâu tại địa bàn, truyền trực tiếp về quận Hải Châu và trên cơ sở hình ảnh ghi được, quận sẽ triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với thực tế từng khu vực. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, Tình hình lây nhiễm bệnh tại các khu dân cư đông đúc trong các ngõ hẻm tại Đà Nẵng vẫn diễn biến phức tạp. Vì vậy, đây là một phương án tốt để tăng cường giám sát người dân. Ủy ban nhân dân quận Hải Châu cho biết, ngoài flycam, quận Hải Châu cũng sử dụng hệ thống camera an ninh nhằm giám sát xử lý nhiều trường hợp người dân trong các kiệt hẻm vi phạm quy định phòng chống dịch trong thời gian thực hiện phong tỏa. Bí thư thành ủy cũng đến kiểm tra chốt kiểm soát dịch tại khu dân cư trên địa bàn phường Thuận Phước quận Hải Châu, yêu cầu tổ COVID cộng đồng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện đúng các chủ trương phòng chống dịch để cùng thành phố sớm kiểm soát dịch bệnh.